Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V50. Con này là bản Hàn các bác nhé. Tuy nhiên ý, thì nó cũng là cái bản siêu dựng thôi. Thì tại vì cái con này là em thay toàn bộ nó là một cái bộ màn hình và khung viền nó là mới tinh các bác nhé. Và ngay cả cái nắp lưng này này nó cũng là nắp lưng mới tinh các bác nhé. Thì cái nắp lưng này nó chỉ cũ ở mỗi cái camera, à quên, ở mỗi cái vân tay này thôi. Đây này, cái vân tay này thì hơi cũ một chút nhưng mà nó cũng còn rất là mới các bác nhé. Đây, cái vân tay này hơi cũ này. Đấy. Em tạm thời để đây. Và một cái nữa nó hơi cũ đó là cái khay sim nhá. Đây, các bạn này. Thì cái khay sim này nó tại vì không 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 mua kèm được cái khay sim ấy, cho nên cái khay sim này nó cũng là cái khay sim cũ nhá. Tuy nhiên ấy thì nó vẫn là rất là mới các bạn nhá. Đây, các bác nhìn này, này. Nó cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Đó. Thì bộ màn mới như này rồi, khung mới thì cũng chả có gì để sâu cả. Đây các bác nhìn đây này. Nó còn nguyên cái miếng siêu này này. Đấy, cho các bác yên tâm, về các bác bóc ra nó như mới tinh, chưa hề có vết xước gì cả. Đây này, cũng còn nguyên miếng siêu này. Đây, các bác nhìn thấy không? Các cạnh khung viền thì còn nguyên miếng siêu hết các bác nhé. Đấy, cạnh trên cũng thế, còn nguyên này. Đó, còn em còn chưa bóc ra mà. Đấy, cho về các bác dùng thì các bác bóc ra, hoặc các bác không thích bóc thì cứ để thế mà dùng cũng được. Nó hơi vướng thôi. Đó. Nói chung các bác yên tâm, khung viền này và ngay cả cái mặt trước này, cái màn hình ấy, nó cũng là mới tinh nhá, chưa hề có vết xước. Tuy nhiên ấy thì nó không một cái miếng siêu ni lông nữa, tại vì trong quá trình thao tác nó cứ bị bong bong ra, cho nên em cũng lột ra luôn cho nó đỡ vướng. Đây, thì để cho các bác biết được là nó cũng chả có miếng 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 xước nào cả. Đấy, các bác yên tâm. Đó, cho nên các bác yên tâm nhá. Đó, và màn hình này màn hình mới tinh nhá. Và tí nữa em sẽ táo hẳn cho các bác xem được, để các bác đánh giá được xem là nó có phải là màn hình loại xịn hay không nữa nhé. Tại vì nhiều khi em nói các bác không tin, nên cứ phải tháo hẳn ra. Rồi, ok, thì các bác yên tâm nhé. Bộ màn hình mới này chưa hề xước, khung viền chưa xước, nắp lưng cũng chưa xước, và bảo đảm cho các bác là vân tay này và ba cái chấu màn hình phụ này là hoàn toàn hoạt động bình thường các bác nhé. Rồi, ok, thì em sẽ test qua cái chức năng cho các bác yên tâm. Thì ở đây thì nói luôn với các bác là con này là L3 nhé các bác nhé. Tại vì nhiều bác vẫn ở dùng V50 mà vẫn hỏi L1 hay L3, thì em cũng sâu luôn cho bác luôn. Đây là L3, thì L3 hay L1 thì nó không quan liên quan đến việc mà máy là máy loại 1 hay loại 3 nhé. Nó chỉ liên quan các bác nào thích xem phim thôi. Đấy, thì sâu luôn cho bác để các bác yên tâm. Còn đây, còn bác nào thích về check pin theo kiểu gì thì các bác cứ check nhé. Đây, các bác nhìn thấy này. Đây, thông số pin này, các bác kỹ sư nào đó có cái cách tính gì thì cứ check thôi, em thì em chịu, em không biết cách check. Đấy, thì cứ tải cái app với về cho bác xem. Ok, camera đây. Camera thì các bác yên tâm này, còn bình thường hết các bác nhé. Đó. Đây. Hoàn toàn bình thường hết các bác nhé. Đây là camera góc siêu rộng này. Góc bình thường này. Đó, hoàn toàn nét bình thường nhé, không có vấn đề gì. Rồi, sim sóng này, wifi bình thường đấy các bác nhé. Tắt wifi đi này. Đây, có LTE bình thường các bác nhé, nghe gọi phát. Nghe gọi bình thường nhé, con này có cái game bình thường các bác nhé. Ra ngoài này, tiệm cận này. Ok các bác nhé. Đó, thì em cũng sẽ cắm cái jack tai nghe nữa cho các bác yên tâm. Đây các bác, hai file DC bình thường các bác nhé. Ok, thì tí nữa vào trong kia em sẽ cắm cái sạc để các bác yên tâm xem có thể chạy Android mấy nào. Ơ nhỉ, thì đây con này đang chạy Android 12 rồi đó, xui mấy cái thứ đây chưa hề có đụng chạm gì, các bác yên tâm. Ok các bác, ngoài đấy thì chả có gì cả, em sẽ vào hẳn bên trong test cho các bác xem. Tiệm cận này, ánh sáng này bình thường hết các bác nhé. Các phím bấm này bình thường hết, chuông này, rung này rung rất mạnh nhé, xoay ngang xoay dọc này bình thường hết nhé, mic này, mic dưới này ok bình thường các bác nhé.
bức trên này. Ok, bình thường hết các bác nhé. Rồi, đây là cái màn hình cảm ứng. Cũng cứ phải test kỹ cái này cho các bác, cho các bác yên tâm, nó tuy là mới thôi nhưng mà cứ phải test. Ok các bác. Con này thì đương nhiên sẽ không còn cái áp suất đâu. Test thêm cái led này. Có mỗi con V50 là có cái led này các bác nhá, đây, màu đỏ này. Đó, màu xanh này. Đó, các bác yên tâm. Ok. Em sẽ vào cái phần này để test cái màn hình cho các bác xem. IMPL1 cho các bác nhé. Battery thì đương nhiên là sẽ bằng không rồi. Đây. Thì các bác yên tâm, cái màn hình này nó là mới tinh rồi. Cho các bác cũng không cần phải phải sợ, không phải phải lo lắng một chút nào về cái màn hình này cả. Hoàn toàn không có lưu ảnh hay là ám màn gì cả. Cho nên các bác yên tâm nhé các bác nhé. Mới tinh mà. Rồi, em sẽ vào phần cổng C này này. Thì đây. Đây là cái cổng sạc 18W từ A to C này. Đấy. Đấy, thì bác thấy không? Nó chỉ nhận đến CC2 thôi. Nó vẫn có sạc nhanh bình thường các bác nhé. Đấy. Đổ chiều luôn. Nhanh bình thường các bác nhé. Đây còn nếu bác nào muốn nhanh hơn ấy, thì các bác nên dùng một cái cổng sạc có công suất là 25W trở lên và có hai đầu đều là C nhé. Có nghĩa là hỗ trợ PD đấy. Đấy, các thấy không? Đấy, nó sẽ hỗ trợ đến PD04 luôn. Thì nó sẽ nhanh hơn đấy, em chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn đấy. Đó, cho yên tâm. Được cái là cái con V50 này nó không có bị cái lỗ chân sạc như con V60 đâu, cho nên các bác yên tâm. Mà ngay cả những cái con V60 các bác cũng đừng quá lo lắng, lỗ chân sạc vẫn sử dụng bình thường và kể cả sau này nó có lỗi không dùng không sạc được nữa thì nó vẫn thay bình thường, không vấn đề gì các bác nhé. Nên các bác đừng có lo lắng quá, nhiều bác thì sợ quá luôn đấy. Rồi, cái này còn gì test đâu nhỉ? Thôi rồi, nó chả còn gì test nữa đâu. Để em tháo ra cho nó nhanh, clip nó sẽ hơi dài. Rồi, ok các bác. Các bạn yên tâm nhé. Máy em dựng nó zin từ những con ốc luôn, nhưng các bạn không phải lo. Tháo hết ốc ra, nó hơi lâu tí. Trong quá trình này thì em cũng nói với các bác là tại vì em cũng được 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 các bác hay gửi cái máy về để các bác test đấy, để các bác test nhờ test hộ ấy. Hoặc là em cũng có mua máy một số cái máy mà nó bị chết ấy, chết này chết kia ấy. Nhưng mà thấy đa số ấy là các bác mua mà hàng ở đâu ấy, xong rồi nó toàn bị sao nhỉ? Nó bị mất cái miếng đồng tản nhiệt ở bên trong này này, dẫn đến là cái máy của bác nó dùng lúc đầu thì nó chưa sao đâu, nhưng mà sau một thời gian nó dùng nó nóng quá ấy, là nó sẽ bị chết mên các bác nhé. Đấy, cái chuyện này thì em gặp rất nhiều rồi, cho nên các bác mua động được, nhưng mà các bác chú ý nó mua ở nơi uy tín chút, chứ cũng cái này thì nó cũng hơi khó, thì các bác cũng chả biết đâu là uy tín, nhưng mà em cũng chẳng nói là em là uy tín hoàn toàn, nhưng mà các bác mua được những cái máy mà các bác có thể là check được hết tất cả những thông số như này thì em thấy là nó vẫn hay hơn, tại vì nó không có gì để mà phải giấu giếm đấy các bác. Còn nhiều cái máy kia nhiều khi các bác chả kiểm tra được đâu, các bác không biết được trong nó còn cái gì không. Đây, còn đây là cái main nhé các bác nhé, main này các bác hoàn toàn có thể soi xét, nó chưa hề bị khò hay là hàn gì cả, các bác yên tâm. Đó. Rồi. Đây, thì còn đây là cái xác đây, thì các bác thấy đây, đây là nó còn nguyên cái miếng đồng tản nhiệt này, và như lúc đầu clip em có nói cái màn hình ấy, ở chỗ này này, như kinh nghiệm của em thôi, em đang nói kinh nghiệm của em thôi, không biết là đúng hay sai, nhưng mà em thấy thường là những cái màn mà zin còn, hoặc không biết là zin hay không, nhưng mà những màn xịn ấy, thì nó vẫn còn nguyên cái tấm lưới ở chỗ này này, nó không phải là kiểu như thế nào nhỉ, nó không kiểu như mất mất miếng lưới như này, nó không còn trơ cái miếng đồng như này đâu, miếng đồng dưới này này. Đấy, thì em đoán là vậy thôi, chứ em tại vì em cũng thay thay mày hay hay thay màn ấy, em thấy như vậy. Thì đây các bác có thấy này, hoàn toàn những cái đồ ở đây, ví dụ còn miếng đồng này, ngay cả cái
cụm chân sạc các thứ này cũng còn rất là bình thường hết các bác nhé. Đây và cục pin này cũng thế, em cũng check cho các bác đầu tiên đấy, cục pin này là cục pin zin đét đẹp các bác nhé. Đấy. Tuy nhiên nó vẫn là cái loại pin cũ thôi, thì chắc chắn nó sẽ không được là 100% pin, nhưng mà em đoán nó phải tầm được 91 92% hoặc là tầm đấy nó đã rất là ngon rồi. Dùng cái pin xịn, cái pin zin ấy, nó sẽ ổn định hơn các bác nhé. Đấy, rồi thì chả có cái gì để mà soi xét nữa, cho nên các bác cứ yên tâm, cái máy này tất cả các đồ đều ngon hết, các bác mua về dùng hoặc là có cày game cũng không phải sợ gì cả các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.